đã có những nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng do pháo tự chế. Liên tục nhiều vụ việc vi phạm về tàng trữ buôn bán pháo nổ trái phép đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử phạt trong thời gian gần đây, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Đến thời điểm này, công an các địa phương đơn vị đã phát hiện bắt giữ 389 đối tượng, thu giữ hơn 6,7 tấn pháo trái phép các loại. Điều này cho thấy tình trạng buôn bán tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép vẫn diễn ra rất phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đang đến gần. Đây là thời điểm mà tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép diễn ra nhiều nhất so với những thời điểm khác trong năm. Mặc dù pháp luật đã có chế tài xử lý nghiêm, nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm pháp luật. Và không chỉ đối tượng tàng trữ, buôn bán bị xử lý, mà với người mua và sử dụng cũng có thể sẽ vướng vào hệ lụy pháp luật. Vâng, bởi vậy mà việc tăng cường kiểm soát tình trạng buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép dịp Tết là cần thiết nhằm đảm bảo cho nhân dân được đón một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Đây cũng chính là nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự hôm nay. Nghe theo bạn bè rủ rê tự chế pháo nổ để sử dụng trong dịp Tết, người đàn ông sinh năm 1992 ở Hạnh Lâm, Thanh Chương đã mua thuốc nổ về để cuốn pháo. Trong quá trình sản xuất thì sự cố đã xảy ra. Hậu quả, anh bị dập nát bàn tay và thủng vùng bụng dưới. May mắn sau đó đã được các bác sĩ cứu sống, nhưng đã để lại thương tật vĩnh viễn 40%. Bạn bè ngồi uống cà phê với nhau, thì gần Tết rồi, ban chuyện pháo đồ gì đó xong rồi, rồi đưa ra, rồi là nói nổ búng cả cái phần này, cái tay này đứt luôn. Liên tục các vụ việc đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ liên quan đến sản xuất buôn bán pháo tự chế trong những ngày gần đây, có cả trẻ vị thành niên. Và chỉ khi bị xử lý, bản thân các em mới biết mình đã vi phạm pháp luật. Bạn ấy rủ em đi mua, con đợi đến Tết là giá tăng, em mua được 5 bánh thôi. Em thấy không đúng với pháp luật và sai trái. Qua thống kê từ khoa cấp cứu một số bệnh viện, từ đầu tháng 11 đến nay đã có gần 10 trường hợp là nạn nhân của pháo tự chế. Phần lớn trong đó là tự học cách sản xuất trên mạng rồi mua nguyên liệu về để chế tạo pháo. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 12, Công an xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn đã phát hiện bắt giữ một học sinh lớp 8 có hành vi tàng trữ sản xuất pháo nổ, thu tại nhà 2 kg pháo nổ thành phẩm, 13 kg các vật liệu để sản xuất pháo. Và trước đó, Công an xã Nghĩa Thọ cũng đã phát hiện 2 học sinh lớp 8 có hành vi sản xuất pháo nổ. Thỉnh thoảng tôi lại nghe cái vụ thương vong về pháo tự chế, tôi thấy là nhiều người còn coi thường cái sự an toàn của bản thân cũng như an toàn của người khác, nên mong cơ quan chức năng là quyết liệt hơn về tình trạng là chế pháo chế mìn. Tình trạng người bị tai nạn liên quan đến pháo, đặc biệt là pháo nổ tự chế dịp sát Tết có xu hướng tăng. Thực trạng này cho thấy hiện còn một bộ phận không nhỏ người dân vẫn có thái độ chủ quan, thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật trong quản lý và sử dụng pháo nổ. Tính đến thời điểm này, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phát hiện bắt giữ 333 vụ, 389 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ số lượng là hơn 6,7 tấn. Vâng, số lượng pháo trái phép thu giữ được là rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng và chắc chắn người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao các loại pháo hoa nổ, pháo nổ trái phép vẫn được buôn bán sử dụng nhiều? Chế tài xử lý vi phạm về pháo khá nghiêm khắc, nhưng tại sao vẫn có nhiều người vi phạm? Đây là đối tượng Lê Văn Phương, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ngày 16 tháng 11, khi đang trên đường vận chuyển tiêu thụ 92 cối pháo với trọng lượng hơn 160 kg, thì bị lực lượng chức năng công an huyện Hưng Nguyên phát hiện bắt giữ. Lên trang mạng, mua YouTube, mua xem trang web mua bán pháo thì em có để lại số điện thoại trên trang web, thì người ta liên hệ với em thì em bình luận trên trang web là có nhu cầu mua pháo thì người ta liên hệ với em. Mua về thì có người hỏi mua thì em bán. Không phải là địa bàn trọng điểm với buôn bán tàng trữ về pháo, nhưng trong năm 2022, công an huyện Hưng Nguyên cũng đã phát hiện bắt giữ xử lý 21 vụ, 33 đối tượng, thu giữ tới hơn 400 kg pháo trái phép. Thì trong công tác điều tra thì
chúng tôi thấy rằng là nguồn hàng thì được tập kết là bọn chúng chuẩn bị là từ đầu năm, chứ không đơn thuần là để cuối năm mới là tập kết, rồi bán chia lẻ, bán lẻ để thu cái lợi nhuận thì cái lợi nhuận là rất là cao, cho nên đánh vào cái lòng hám của các cái đối tượng. Tình trạng sử dụng pháo hiện nay một phần do một số người dân vẫn duy trì thói quen, đó là Tết là phải có tiếng pháo, hoặc hiểu sai bản chất của Nghị định 137 về việc nhà nước cho phép sử dụng pháo hoa. Vì vậy đây là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng để buôn bán pháo trái phép. Thành phần đối tượng thì là nhất thời, khi thấy lợi nhuận thì sẵn sàng là kinh doanh, mua bán pháo trái phép. Hoạt động mua bán pháo trái phép thì diễn ra rất tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, tổ chức tuyên truyền và đấu tranh xử lý nghiêm minh các cái đối tượng. Sau khi điều tra truy tố, tòa án đã tiến hành xét xử đối với các cái đối tượng vi phạm. Và việc xét xử là các hình phạt đối với các đối tượng vi phạm thể hiện tính nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo các công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cũng như công tác đấu tranh về phòng chống tội phạm về pháo nổ. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì tình trạng mua bán, nhập lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ vẫn diễn ra. Có thể thấy là việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo trái phép sẽ gây mất trật tự an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và tính mạng của con người. Để góp phần đảm bảo người dân trên địa bàn được vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lương Thế Lộc, trưởng phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Xin ông cho biết về tình hình buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cuối năm. Vào những dịp cuối năm thì cái tâm lý người dân vẫn muốn có một tiếng nổ trong đêm giao thừa. Các loại đối tượng vi phạm về pháo cũng nắm được các cái quy luật này. Do đó, ngay từ những tháng đầu năm, các đối tượng này đã có ý định mua pháo về tập kết để vào cuối năm để bán. Đến thời điểm này thì công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã bắt giữ 333 vụ, 389 đối tượng, thu giữ hơn 6,7 tấn pháo. Cái số liệu này nó nói lên điều gì về tính chất mức độ của loại tội phạm buôn bán về pháo nổ trái phép? Địa bàn Nghệ An thì cũng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về pháo, cả buôn bán cả sử dụng pháo trái phép. Thì cái số liệu đó nó luôn luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về trong việc là đấu tranh với các loại tội phạm về pháo. Nó thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an Nghệ An cùng với cả hệ thống chính trị trong đấu tranh với tội phạm. Chúng tôi bắt chủ yếu là bắt các cái đối tượng đầu đầu, bắt giữ một lần là số lượng rất lớn khi chúng chưa kịp tán phát. Do đó là chúng ta là hạn chế được rất lớn cái số lượng pháo nó thầm lầu ra bên ngoài để người dân sử dụng. Để nhân dân có một cái Tết vui tươi, an toàn và lành mạnh, Công an Nghệ An đã có những cái giải pháp như thế nào để đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trái phép về pháo nổ trên địa bàn tỉnh? Từ tháng 8 là chúng tôi đã tham mưu kế hoạch về công tác tuyên truyền phòng chống các vi phạm, hành vi vi phạm về pháo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động người dân và tổ chức theo dõi điều tra cam kết các đối tượng có tiền sự là vi phạm về pháo, tiến hành gặp gỡ gọi hỏi răn đe và các cái cam kết các cái nhà xe vận chuyển đường dài không tham gia vận chuyển pháo về địa bàn. Rồi bên cạnh đó thì cũng là thành lập các cái ban, cái tổ chỉ đạo ở ngay tại cơ sở để thường xuyên đưa cái nội dung này vào các cái cuộc hội nghị, các cái buổi tuyên truyền để cảnh báo từ xa, từ sớm đối với người dân. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng khuyến cáo người dân hiện nay là có những cái pháo hoa mà được cơ quan nhà nước cho phép sử dụng thì tìm đến các địa chỉ được cung cấp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An để chúng ta có nhu cầu thì liên hệ các cơ quan được phép bán pháo hoa để sử dụng trong dịp Tết. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Vâng, như vậy là ngoài các giải pháp đấu tranh ngăn chặn đối với hành vi mua bán sử dụng các loại pháo trái phép của lực lượng chức năng,
thì thiết nghĩ vấn đề cốt lõi nhất đó là ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định và kiên quyết nói không với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ. Có như vậy chúng ta mới đón một cái Tết cổ truyền thật vui tươi, an toàn và lành mạnh.